Gia-kêu và Đức Giê-xu. Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật 31 thường niên 5C. Câu chuyện Đức Giê-xu đi ngang qua thành Jericho, bất ngờ nhìn lên và thấy một người có dáng nhỏ thó ngồi trên cây sung chăm chú nhìn mình. Ngài tự ý ngỏ lời: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông Gia-kêu vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Kết quả của cuộc gặp gỡ kỳ lạ này là ông trưởng ban thu thuế khét tiếng tham nhũng hối lộ, quyết định phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. Phần Đức Giê-xu, Ngài nói về ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Thực ra, cốt lõi của cuộc gặp gỡ giữa Đức Giê-xu và Gia-kêu chính là gặp gỡ giữa một con người khao khát muốn biết Đức Giê-xu là ai và Đức Giê-xu Thiên Chúa cứu độ tìm đến với con người đang khao khát đi tìm Ngài. Trước hết, nền tảng của cuộc gặp gỡ là Gia-kêu muốn biết Đức Giê-xu. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-xu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn, nên mới phải chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-xu. Khát khao được biết Đức Giê-xu và trèo lên cây sung để được xem thấy Ngài là khởi điểm của lòng tin vừa nhen nhúm trong ông. Ông muốn biết Ngài là ai và tìm mọi cách để nhìn thấy Ngài. Đây là khởi điểm quan trọng và nền tảng của mọi gặp gỡ giữa Đức Giê-xu và bất cứ môn đệ nào của Ngài. Vì không muốn biết Ngài là ai và không cố gắng tìm gặp Ngài, không ai có thể đi vào tương quan với Ngài. Trước khao khát biết Ngài và nỗ lực được xem thấy Ngài, Đức Giê-xu không phụ lòng người có lòng tin vừa nhen nhúm, nhưng tự mình đến với người ấy ngay nơi người ấy ở, giữa hoàn cảnh người ấy đang sống và trong tình trạng 100% thật, không giấu giếm che đậy của họ. Như Ngài đã tự ý đứng lại, ngước lên nhìn Gia-kêu đang háo hức nhìn Ngài trên cây sung và xin ông cho Ngài về nhà một cách dứt khoát quả quyết: "Hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Lời này không còn là một đề nghị mà là lệnh truyền, vì chính Ngài cũng đang nôn nao muốn gặp người khao khát biết Ngài, muốn ban lại ơn nghĩa tử của Thiên Chúa và vinh dự làm con cháu tổ phụ Abraham cho người đã làm mất muốn tìm lại, muốn ban ơn cứu độ tràn trề không chỉ cho cá nhân họ mà còn cho cả gia đình, gia quyến họ, vì Ngài là Thiên Chúa nôn nóng đi tìm và cứu những gì đã mất. Vì thế, chỉ cần con người khao khát được biết Ngài và thể hiện khao khát ấy bằng lên đường đi tìm xem Ngài, như Gia-kêu đã muốn biết Ngài là ai và trèo lên cây sung để được xem thấy Ngài, thì Ngài lập tức ngước nhìn, lên tiếng đưa tay mời gọi chúng ta gặp gỡ, đi vào tương quan nghĩa thiết với Ngài. Bài đọc 1 là những lời vô cùng an ủi dành cho chúng ta, những con người yếu đuối luôn cần lòng thương xót của Thiên Chúa. Như Gia-kêu biết mình tội lỗi, đã hớn hở vui mừng đón tiếp Chúa vào nhà mình để được tình thương Ngài canh tân đổi mới. Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra. Vì giả như Chúa ghét loài nào thì Ngài đã chẳng dựng nên. Nếu như Ngài không muốn, làm sao một vật tồn tại nổi? Nếu như Ngài không cho hiện hữu, làm sao nó có thể được duy trì? Vâng, lạy Chúa, vì Chúa xót thương hết mọi người, vì Chúa làm được hết mọi sự, vì Chúa làm ngơ không nhìn đến tội lỗi của ai để họ còn ăn năn hối cải, nên con dám xin Chúa ngự đến nhà con hôm nay, chiếm lấy trái tim con ngay lúc này, như đã đến nhà ông Gia-kêu và chiếm trọn trái tim khao khát biết Chúa của ông, để con không phải chết đời đời, vì Chúa là đấng yêu sự sống và sự khoan dung với hết mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa. Một ngày kia, Chúa vào thành Jericho.
ông lại thấp bé nên chẳng thấy gì. Cây sung ông treo bỗng nhìn thấy Chúa. Ra kêu nhà nào treo Chúa. Hôm nay ta đến nhà, ta đến nhà. Chúa đến Chúa đang để tìm và cứu những người vừa mất. Ra kêu nhà nào treo Chúa. Ra kêu đừng dạy vài câu thân thương. Tôi vô tí một lứa ra tài của tôi. Và đến đất quốc cho người tôi đã gây hại cho họ. Tôi thay ông này đổi đời vì Chúa. Ra kêu nhà nào treo Chúa. Hôm nay ta đến nhà, ta đến nhà. Chúa đến Chúa đang để tìm và cứu. Một ngày kia Chúa vào thành Jericho, người gặp ông ra kêu một người thu thuế. Người đông đúc ông lại thấp bé nên chẳng thấy gì. Cây súng ông treo bỗng nhìn thấy Chúa. Ra kêu nhà nào treo Chúa. Hôm nay ta đến nhà, ta đến nhà. Chúa đến Chúa đang để tìm và cứu. Này ra kêu đừng dạy vài câu thân thương. Tôi vô tí một đứa ra tài của tôi. Và đền cấp bốn cho người tôi đã gây hại cho họ. Tôi thay ông này đổi đời.